Mến chào quý cô bác, anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại ấp Hòa Thành, xã Tân Hòa, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Trở về một cái ngôi miếu rất là cổ kính hồi xưa, toàn bộ cây da ôm trọn cái ngôi miếu luôn. Thì thông qua cái clip mà khoảng 3-4 tháng trước mình có quay đó, thì có một ông chủ đất tại cái ngôi miếu này đã chia sẻ những cái câu chuyện về huyền bí tâm linh liên quan về ngôi miếu này rất là hay. Thì hôm nay á, Cao Hớn mình có đi với mấy anh em đi ngang huyện Lê Dung này, sẵn dịp mình ghé mình viếng thăm, thắp hương cũng như dâng bánh, mình quay lại một clip này cho bà con cô bác mình xem lại một lần nữa. Đây, thôi bây giờ mình xin phép mình dừng clip ở đây để mình vô mình thắp hương, mình xin phép rồi mình quay tiếp cho bà con cô bác mình xem nha. Bây giờ mình sẽ vào bên trong, mình quay toàn khung cảnh bên trong ngôi miếu cổ kính ngày xưa, được bao bọc bởi cây này ở bên trong như thế nào, mình quay lại một lần nữa cho bà con cô bác mình xem nha. Có mời thuốc ông chưa tí? Em mời gọi anh. Rồi, để tới anh vô. Đây, còn đây là cái cổng nè, quý bà con cô bác. Cái cổng đá bằng ngày xưa mà làm như thế này nè. Và điều đặc biệt á, điều đặc biệt là những cái này nè, mình có hỏi ông chú thì nói là ngày xưa tới giờ luôn là không có những cái gửi mà đi ăn bám vào cái này mà đi thòng xuống đây. Đặc biệt là những cái bộ gãy cây á, là sẽ chừa cái cửa đi vào. Cái cổng, còn với trong ngôi miếu thì có một cái cổng ở chân chỗ này nữa. Đây, bộ gãy bám vào cái thành cổng như thế này. Ở giữa thì không có ga. Còn đây là cái bên hông. Bên đây cũng có một cái bên hông nữa. Còn bên trong ngôi miếu thì mình quay lại cho bà con cô bác mình xem. Mình thấy có ông Địa, ông Thần Tài. Tiếp theo thì có một ông Tà. Còn ở bên đây thì mình thấy có thêm một ổ mối nữa. Trong đây những dán nhện rất là nhiều luôn. Ở phía trên đó thì mình thấy có hàng chữ 4 chữ Tàu. Bộ gửi thì ăn bám vào cái thành thôi, nhưng mà không có đưa ra ngoài nhiều. Còn ở đây trên cái máy nè, còn đây là ở phía bên ngoài nè, cái cây rất là lớn luôn, bề ngang từ cái mí này qua bên đây thì khoảng trên 3 mét hả Hồ? Trên 3 mét. Và ở phía bên trong những cái bộ rễ này thì lúc trước mình đi á, mình thấy những con cắt kè rất là nhiều, cùng với những cái tổ ong đóng bên phía sau, phía vách này nè, rất là nhiều luôn. Và mình xin nhắc lại lời của ông chú chủ đất nói là ngày xưa ngôi miếu này là ngôi miếu gọi tên là ngôi miếu Bà Cô. Vì tại sao có tên Bà Cô thì bà cô này là bà cô của ông chủ đất, là ngày xưa đã mất hồi lúc trẻ và có từng xuất hiện vong hồn ở trên cái cây này đi tới đi lui, và người dân đi qua đi lại lúc thời đó thì ban ngày 12 giờ trưa, 11 giờ mấy, 12 giờ trưa thì bà con cô bác đi ngang cái lộ này thì đã hiện hồn ra và nhát rất là nhiều người. Do đó là chủ đất đặt lên là ngôi miếu Bà Cô và có rất là lâu năm rồi. Và còn những cái điều mà tâm linh khác nữa. Bây giờ mình sẽ đi theo cái dách cây này phía sau, đi ra phía sau mình quay cận cảnh cái bộ rễ lại cho bà con cô bác mình xem một lần nữa nha. Đây là những cái hang hốc này. Mấy cái hang hốc này thì cắt kè ở trong chổng. Còn xung quanh đây là nguyên một cái khu vườn chuối. Kìa, con cắt kè kìa, nó nằm trên đó kìa. Tại cái máy mình mà mình zoom lên không có được.
Cắt kè rất là to luôn, lú cái đầu ra. Được. Trong cái học kìa kìa kìa. Đó kìa. Đó. Đó. Lú nguyên cái đầu đó. Thấy không? Đó, lú nguyên cái đầu kìa. Đây mọi người, đây con kè đây. Mình zoom lại gần nó, cái đầu cắt kè rồi rồi nó bò vô trong rồi phải không? Bò vô trong rồi. Bò vô trong rồi. Đó vậy có thấy cái ngon miếu nào chưa, mà cây da như vậy chưa? Cây da rồi chùm cái miếng gì? Thấy độ quyền bí không? Đúng rồi. Có rất là nhiều câu chuyện về tâm linh liên quan tại ngôi miếu này. À, nhưng mà bây giờ anh kể lại cho cưng nghe cũng như khán giả nghe thì nó không được chính xác mấy. Tại vì cái 3-4 tháng trước anh có đăng một clip là ông chủ đất đã kể trên đó rồi. Tại hôm nay mình viếng thăm sẵn quay lại cho bà con cô bác mình xem lại luôn. Lúc trước á, thì mình đi qua phía bên dắt bên đó, ổ ong rất là nhiều, do đó mình cũng không dám lại tiếng gần nữa quý bà con cô bác. Đây, mình chỉ đứng đây mình nè. Đây cái đổ đá là gạch ngày xưa nè. Cột xi măng như thế này. À, nguyên cái bộ rễ cây thì bám hết cái ngôi miếu luôn. Ngôi miếu này cũng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Cái độ cao từ dưới lên trên là khoảng 3 mét. Và cái mái ngói mà thì lợp ngày xưa là bằng cái ga, cái gạch men mà màu xanh luôn á. Rất là quý hiếm. Cái gạch men màu xanh luôn. Đó. Đổ gông riêu. Anh đựng lại gần. Đôi lúc có mấy cái tổ ong trong đó kìa. Cái tổ ong gần thấy không? Mới bỏ đi rồi. Cái mái ngói được bao bọc bởi cái bộ rễ chùm lên phía trên hết trơn luôn anh thấy không? Rất là cổ kính. Kìa tổ ong cho bên cây gòn nữa kìa. Dây leo chằng chịt hết trơn luôn. Ở ngoài đây thêm một cái cây gòn này nữa. Đó vậy anh có thấy lần nào chưa? Chưa. Chưa. Lần đầu nè. Thấy công nhận rất là đẹp và ngộ quá ha. Đây này cái bộ gửi nó cũng đẹp nữa anh hả? Ờ, bộ gửi đẹp. Và điều đặc biệt là cái bộ gửi là không bao giờ mà chùm cái cửa của ngôi miếu, anh thấy rõ ràng không? Đúng. Ngày xưa ở đây vòng vòng ở đây có mấy cây me rất là cổ thụ nữa. Ông chủ nói là ngày xưa có một người từng mua cây me đó mà đốn không được. Phải lại con miếu đi xin lấy đồ để bứng về mà bứng mấy cần cẩu bứng không nổi đó. Lại đi xin đầu heo đồ mới làm được mà hai lần như vậy cũng hai lần mới làm được á. Mới lấy được cây me lên. Cái tàn rất là lớn luôn. Những cái tàn cây ở đây nè là không ai dám mà mạo phạm mà bẻ chứ, những cái nhánh mà nhỏ nhỏ thọng xuống luôn nè. Bẻ là không được đó. Hôm nay mình đi quay lại cho bà con cô bác mình xem thôi, chứ thật ra cái câu chuyện mà rất là hay thì khoảng 3-4 tháng trước mình đã đăng trên kênh của mình rồi. Hôm nay mình quay lại mình viếng thăm thôi. Thì bà con nào muốn nghe mà hay hơn ông chủ đất mà kể là những câu chuyện tâm linh liên quan về ngôi miếu cái cây này á, thì mình trở vào cái kênh của mình á, mình trở về 3-4 tháng trước để mình xem nha bà con cô bác. Hôm nay tại mình đi viếng thăm mà mình hấp hương sẵn mình quay lại luôn toàn cảnh lại cho bà con cô bác mình xem. Rất là cổ kính. Ở trên đây người ta cũng đốt nhang cắm trên đây nữa. Ngôi miếu này rất là linh thiêng nha quý bà con cô bác. Những cái câu chuyện mà bà con cô bác đến đây cầu nguyện á, thành tâm á, đều đạt được. Và người ta đến ta trả lễ bằng heo quay
tất cả bằng heo quay bánh trái. Cái đó là cái việc sự thật, tại vì ông chủ đất ở đây ông từng kể cho mình nghe. Bà con ở tất cả cái vùng này ở đây đều kính nể cái ngôi miếu này và thường xuyên lại đây để cầu sức khỏe cũng như cầu làm ăn phát tài phát lộc. Rồi, vậy mình đi ha. Rồi, câu hớn mình xin tạm dừng clip tại đây, tại mình hành trình mình cũng đi tiếp vị trí khác rồi. Cảm ơn bà con cô bác anh chị em theo dõi nha.